xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Con nguyên tiên kính chào quý khán thính giả của đài IBC TV trên băng tầng 18.12, 14.7 và 57.19. Trong chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Trụ Trì Chùa Diệu Pháp sẽ giảng về ngũ căn trong Phật Pháp, những điều căn bản. Xin quý khán thính giả lắng lòng theo dõi chương trình. A Di Đà Phật, con kính chào Hòa Thượng ạ. A Di Đà Phật xin kính chào cô Nguyên Tiên, kính chào chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ. Dạ, thưa Bạch Hòa Thượng, dạ, trong show trước Hòa Thượng giảng về ngũ căn là tỉnh, tận, niệm, định, huệ. Trong chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay, con kính xin Hòa Thượng giảng tiếp tục về tận căn. Sau trước Hòa Thượng đã giảng về tịnh căn, xin Hòa Thượng giảng về tận căn được kỹ hơn cho chúng con được hiểu hơn. Thì Hòa Thượng có nhắc tới là trong tận căn có giác vị tính tận, gia hành tính tận và vô yểm túc tính tận. Xin Hòa Thượng giảng kỹ hơn cho chúng con. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Tiên. Ôi xin đi xa là tấm căn, tức là cái nền tảng căn bản của sự tinh tấn, mà thường đó trong bát chánh đạo, thưa quý vị, có cái chữ chánh đứng ở phía trước tám chi, từ chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì chúng ta thấy đều có chánh. Để tránh hay chỉ là để phân biệt với tà, cũng có những người miệt mài siêng năng, nhưng mà cái đó là cái tà chứ không phải là cái chánh. Nhiều người cũng miệt mài, cũng đầu tư thì giờ năng lực của mình cho những cái việc mà nó đi ngược lại với những cái lợi ích lâu dài của tha nhân, cho nên gọi là tà tinh tấn. Cứ lấy một cái thí dụ, có một cái người nào đó cứ suốt ngày suy nghĩ đến cái chuyện khủng bố, giết chóc hay là trộm cướp, vân vân, họ cũng miệt mài tính toán, đưa ra những cái kế hoạch làm sao để có thể thành công và thành công lớn về những cái kế hoạch đó, mang lại cái sự khổ đau, sợ hãi. Thì cái đó không phải là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn ở đây tức là sự miệt mài tu học, đem hết cái khả năng của mình để giúp đỡ cho người khác, nhằm giải thoát họ vượt khỏi những cái niềm đau nỗi khổ. Và bản thân mình cũng phải nỗ lực tu tập để làm sao có thể giải thoát bằng luân hồi sinh tử, đại giải khổ đau. Thường thì có nhiều loại tinh tấn, nhưng mà ở đây trên căn bản thì chúng ta có thể chia thành ba. Thứ nhất là giáp bị tinh tấn. Giáp bị ở đây tức là chiếc áo giáp, tự trang bị cho chính mình cái chiếc áo giáp. Mà chiếc áo giáp ở đây ý nói là cái hành tinh tấn, cái đức tính tinh tấn. Có nhiều người cứ nghĩ là mình không có đủ cái năng lực đó, cho nên mình từ chối chính mình, tách biệt với chính mình, xem như là một cái gì hết sức là xa lạ. Cái đó là một cái quan điểm không có đúng. Cho nên trước hết phải tự trang bị cho mình một chiếc áo giáp tinh tấn. Khoác vào cái chiếc áo giáp này thì khi xông pha giữa trọng mạc, dù có bao nhiêu hòn tên mũi đạn đấy nữa, mình cũng không ngại.
vì mình tự biết là mình có một cái chiếc áo giáp rất là kiên cố. Thứ hai là gia hành tinh tấn, dù có cái chiếc áo giáp nhưng mà chưa đủ, mà phải ngày một phát huy, ngày một tăng trưởng cái đức tinh tấn này, bất chấp dù là nắng hay mưa, lạnh hay nóng, khỏe mạnh hay mệt mỏi suy yếu, và tất cả cái khả năng mà mình có thể không ngừng nỗ lực để hoàn tất những gì mà mình đang hoài bão, cho đến khi nào mà mình thành tựu và thành tựu một cách viên mãn cái quả vị cao nhất, tức là chứng ngộ, thì lúc bây giờ mình mới tạm nghỉ thôi. Chúng tôi dùng chữ tạm nghỉ là bởi vì sau khi chứng ngộ rồi mình còn phải dấn thân đi vào nhiều cái nơi chốn khổ đau để cứu độ chúng sinh, chứ không phải là khi mà mình giải thoát khổ đau cho bản thân mình rồi thì mình xây lưng ngoảnh mặt trước những cái sự khổ đau của tha nhân. Lúc nào mình cũng gia tăng. Ngày hôm qua ít hơn, ngày hôm nay nhiều hơn, ngày mai nhiều hơn nữa. Tăng tốc cái sự tinh tấn của mình, gọi là gia hành. Gia hành tinh tấn. Và thứ ba là gì? Vô yểm túc tinh tấn, hoặc giả là vô hỷ túc tinh tấn. Vô hỷ túc cứ nghĩa là mình không bao giờ cảm thấy sung sướng, hoan hỷ, tự cho là cái sự tinh tấn của mình như vậy là đã đủ. Vô yểm túc ở đây tức là không bao giờ mình cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi, tự cho rằng là những nỗ lực mà mình đã thực hiện là những nỗ lực trọn vẹn, đầy đủ. Thực ra không có một cái nỗ lực nào được gọi là trọn vẹn đầy đủ, kể cả như chúng tôi đã thưa trước đây, mình đã nỗ lực tu tập để đạt được một cái quả vị nào đó, thì đó được xem như là cái bước đầu. Thì giống như một cái ứng viên của tổng thống hay là một cái chức vụ nào đó, họ miết mài để vận động tranh cử, đầu tư rất nhiều thời giờ và năng lực, kể cả tiền bạc. Nhưng mà không phải là đắc cử tổng thống rồi là ngồi yên đó, mà đắc cử tổng thống rồi còn phải tiếp tục vận dụng cái khối chất xám của mình để làm sao đưa ra những cái quốc sách nó thù ứng với từng cái tình hình, từng cái diễn biến một. Trước khi mình làm tổng thống, có thể là cái thời cuộc nó khác, cái hoàn cảnh nó khác, lúc đó cái nền kinh tế nó đang thịnh vượng, nhưng mà khi mà mình đắc cử tổng thống, nền kinh tế đang suy sụp, đang bị khủng hoảng. Cho nên mình phải thay đổi cái chính sách, những cái quốc sách mà mình đề ra nó cũng phải thay đổi với cái bối cảnh xã hội. Cứ lấy một cái thí dụ, khi mà vận động tranh cử cái ghế tổng thống, cái cựu tổng thống George Bush, cô chắc cô biết phải không ạ? Bush con đó. Dạ, Bush con, dạ. Ông đâu có nghĩ rằng là ông sẽ đối diện với cái nạn khủng bố, phải không? Dạ. Và khi đắc cử tổng thống chưa đầy một năm, 9/11 xảy ra. Do vậy mà phải hoạch định một cái chính sách để nó thu ứng với cái tình hình của cái thời điểm đó. Phải xây dựng một cái bộ mới, bộ nội an, rồi cũng phải hình thành một cái cơ quan tình báo để phối hợp với cái cơ quan tình báo trung ương của CIA và của FBI vốn có sẵn, điều phối công tác để có thể nắm bắt một cách cụ thể những gì đã và đang xảy ra.
Thành thử ra thưa như vậy để thấy rằng là tranh cử để đắc cử dù là chức vụ nào, mà khi mà đắc cử rồi thì đó chỉ là cái bước đầu thôi, cái mơ ước được đắc cử, nhưng mà sau đó phải tiếp tục để thực hiện cái ước mơ của mình, biến cái ước mơ thành thực tế, tức là hiện thực hóa những cái mơ ước. Thì trong cái vai trò của những cái nhà lãnh đạo lớn, họ không bao giờ tự cho phép tôi đã thành tựu như vậy tôi có quyền nghỉ ngơi, không. Mà dù họ có đi đánh tennis, họ có đi đánh golf, họ có đi ở một cái nơi nào đó, chẳng hạn như là cái trại David, phải không ạ? Camp David ở gần Washington DC đó, Maryland, là cái nơi mà các vị tổng thống thường đến đó để mà nghỉ ngơi. Nhưng mà thực tế ra mà đến đó phải bận rộn với nhiều cuộc họp, phải có nhiều cái chương trình được vạch ra, chứ không phải là họ đến nghỉ ngơi theo cái nghĩa của nghỉ ngơi, nghĩa là không ngừng. Thì cái điều đó nó phù hợp với cái tinh thần là vô hỷ túc tinh tấn, không tự cho phép mình ngừng nghỉ vì mình tự do là mình đã thực hiện một cách trọn vẹn những cái gì mà mình đã đề ra. Không ai có quyền tự mãn mà phải nỗ lực không ngừng, nhất là trong cái vấn đề tu tập trên cái lộ trình hướng đến giải thoát giác ngộ. Thì cô nghĩ cái điều này nó có khó quá không, hay là dạ thưa hòa thượng, nếu là Phật tử của chúng tại gia chúng con thì cũng khá là khó, nhưng mà mình phải quyết tâm, và quan trọng là mình phải có đức tin và lòng tin son sắc về với Phật pháp, và tính chính bản thân mình thì từ từ sẽ thành tựu, hả hòa thượng? Giống như là từ từ khoái sẽ như. Dạ thưa hòa thượng, xin hòa thượng hoan hỷ giảng thêm cho chúng con là làm thế nào để chúng con có thể thành tựu vì tận căn một cách viên mãn trong nỗ lực tu học, nhằm giúp mình chấm dứt khổ đau và độ được những người khác thoát khỏi mọi vô minh phiền não ạ. Cảm ơn cô. Làm thế nào để có thể thành tựu được cái nền tảng căn bản của ngũ căn, đó là tấn căn. Thì thưa quý vị, bắt buộc chúng ta phải phát tâm. Thiếu cái sự phát tâm thì quả thật rất là khó để chúng ta có thể hoàn tất được những cái Phật sự, hoặc giả là những cái sứ mệnh, những cái trọng trách nào đó. Dù ở trong một cái phạm vi rất nhỏ, hay là ở trên một cái bình diện rất lớn như là quốc tế chẳng hạn. Nếu mà chúng ta làm một cái công việc nào đó mà mình thấy như là bị cưỡng buộc để làm như là một kẻ nô lệ, chứ không phải là do cái sự phát nguyện của mình, thì cái điều đó rất khó để chúng ta có thể dấn thân một cách trọn vẹn cho những cái công việc mà chúng ta đang thực hiện. Cho nên phải phát tâm. Nhưng mà sự phát tâm ở đây là phát Bồ Đề tâm, chứ không phải là sự phát tâm bình thường. Sự phát tâm bình thường rất dễ để bị thay đổi. Với những cái đổi thay dễ dàng đó thì cũng không thể giúp cho mình thành tựu được một cách viên mãn những gì mà mình đang dấn thân để phục vụ. Cho nên phải phát Bồ Đề tâm. Mà thưa quý vị, trong kinh Hoa Nghiêm có dạy rằng là dù chúng ta tu hành bao nhiêu lâu, giữ một cái trọng trách lớn lao như thế nào, thiếu cái sự phát Bồ Đề tâm thì chúng ta cũng vẫn không thể thành Phật được. Quan trọng lắm.
Cho nên khi phát Bồ Đề Tâm là phát tâm thành Phật để cứu độ chúng sinh. Điều đó rất là khó mà chúng ta còn dám can đảm để phát tâm, huống chi là những cái việc khác so với cái việc thành Phật và cứu độ vô lượng vô số chúng sinh nó rất là nhỏ. Cho nên phát được, hưng phát được Bồ Đề Tâm thì không có một cái việc gì mà chúng ta không có thể thành tựu được. Cho nên muốn thành tựu được cái hành gọi là tinh tấn, muốn phát huy được cái nền tảng căn bản của tấn căn, chúng ta cần phải phát Bồ Đề Tâm. Dạ, con kính cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, thưa Bạch Hòa Thượng, nền tảng thứ ba của ngũ căn chính là niềm căn. Kính xin Hòa Thượng hoan hỷ giải thích rõ cho chúng con hiểu về niềm căn ạ. A Di Đà Phật. Dạ. Di Đà Phật, cảm ơn cô xin tình đi xa. Đó là niềm căn. Tại sao phải thành tựu được cái nền tảng căn bản của niệm? Nếu mà chúng ta không hiểu được cái điều đó thì mình cũng không có cách gì để có thể thành tựu. Mục đích của niệm căn là gì? Là để nhớ và nghĩ đến những cái thiện pháp. Nếu mà chúng ta chỉ nhớ nghĩ những cái chuyện gì vọng vơ, nhớ đến một điếu thuốc, chúng tôi không dám mạo vào ai hút thuốc hết thì cái đó là tùy. Nhưng mà ở đây trong cái tinh thần của chánh pháp là chúng tôi chỉ nói theo những gì mà ngày hôm nay các chính phủ khắp nơi đều có cùng cái nhận định, đó là thuốc lá nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta một cách nghiêm trọng. Nhưng mà có nhiều người nhiều khi cứ nhớ nghĩ đến điếu thuốc, nhớ nghĩ đến những cái sòng bài, nhớ nghĩ đến những cái chai rượu nổi tiếng ở Nga là chai rượu gì không? Champagne. Champagne nhớ gì đó. Oco gì đó. Mặc theo gì đó. Không ran. Chỉ là nhớ nghĩ đến những cái chuyện mà nó không giúp cho cái đời sống của chúng ta thật sự hạnh phúc và an lạc. Cái đó là cái điều tối kỵ. Mà niệm căn ở đây là nền tảng căn bản của cái sự nhớ nghĩ đối với thiện pháp, những cái pháp lành, những cái pháp mà nó giúp cho bản thân của chúng ta được hạnh phúc, được an lạc, và đồng thời có thể giúp cho mọi người, mà cụ thể là những thành viên trong gia đình của chúng ta có được hạnh phúc và an lạc. Thì bây giờ đối tượng mà chúng ta nhớ nghĩ đến đó là gì? Thì trong bộ kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật có dạy về lục niệm. Lục niệm tức là 6 cái chỗ mà chúng ta nhớ nghĩ đến một cách thường xuyên. Nhớ nghĩ một cách thường xuyên chứ không phải là hôm nay nhớ rồi mai quên. 6 cái chỗ đó là gì? Thưa quý vị, thứ nhất là niệm Phật, thứ hai là niệm pháp, thứ ba là niệm tăng, thứ tư là niệm thí, thứ năm là niệm giới, và thứ sáu là niệm thiền. Phật, pháp, tăng, thí, giới và thiền. Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Cái điều này chắc không phải giải thích dài dòng, bởi vì là một bậc đại giác đầy lòng từ bi. Công đức cứu độ của Ngài đối với vô lượng vô số chúng sinh, trong đó có chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ niệm, tưởng niệm đến, tưởng nguyện. Phải luôn luôn nhớ gửi đến Phật. Mà nhớ gửi đến Phật thì đời sống của chúng ta thì trong sáng, không bị ám ảnh bởi những cái hắc ám.
Nhớ nghĩ đến Pháp là những giáo pháp mầu nhiệm mà Đức Phật đã khai thị, tên là những cái bậc tu hành phạm hạnh thanh tịnh hòa hợp. Thí là nhớ nghĩ đến cái việc bố thí cúng dường, chứ không phải là chỉ nghĩ làm sao để mình vơ vét thật nhiều tiền của trở thành một cái người ích kỷ keo kiết để rồi mình phải chuốc lấy một cái quả báo đổ vào một cái cảnh giới ngạ quỷ đầy đối khác. Nó còn quỷ đối. Mà khi mình nhớ nghĩ đến cái việc bố thí cúng dường, tấm lòng của chúng ta sẽ bao dung rộng lượng, rất là thánh thiện, rất là cao thượng. Nhớ, niệm nhớ, nhớ nghĩ đến những cái nhớ mà chúng ta đã phát tâm thọ trì từ cái nền tảng của những cái nhớ mà chúng ta đã thọ trì. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa những cái xấu, cái ác, mà nó còn đình chỉ được những cái bất thiện, phòng phi chỉ ác. Và khi mà đã ngăn ngừa những cái điều sai quấy, chấm dứt những cái tội ác, thì lợi ích của nó vô cùng lớn lao. Cứ lấy một cái thí dụ năm giới thôi: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và sử dụng những cái chất say sưa. Cả thế giới này mà áp dụng năm giới đó thôi thì thế giới này làm gì mà không có thái bình. Đó là một cái gì rất là cụ thể. Không sát sanh, không ai mà gây chiến, giết chóc, tàn hại lẫn nhau, dù là đồng loại hay là khác loại. Mà đạo Phật không bảo vệ không phải là chỉ có thế giới loài người mà cả muôn loài chúng sinh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ăn chay là để tránh cái sự sát hại những cái sự sống của những con vật khác. Rất là quan trọng. Con vật mà mình không có giết nó, huống chi là con người. Như vậy thì thế giới, thưa quý vị, thái bình, không có trộm cắp, thì làm sao mà có cái nạn lấn đất, lấn biển, vân vân, vân vân. Cho nên niệm giới, niệm thiên là ở những cái cõi mà do vun bồi những cái công đức lành mới được sinh. Mà trong cái triết học về vũ trụ quan của Phật giáo thì có nhiều cái cõi trời khác nhau, nhiều tầng trời. Cứ lấy một cái thí dụ như ở cõi dục có 6 tầng trời, ở cõi sắc có 18 tầng trời, ở cõi vô sắc có 4 tầng trời khác nhau. Nếu mà mình vun bồi những công đức lành thì mình sẽ sinh lên những cái cõi trời mà có những cái cõi trời thuộc về sắc giới, tuổi thọ gồm có 16 tỷ năm. Cô Nguyên Tiên thấy 16 tỷ năm mà so với 100 năm ở cái cõi người thì nó dài không? Nó lâu không? Hay là cũng ngắn dài không? Dạ, cõi dài luôn. Tuổi thọ lâu. Nhưng mà trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới vẫn còn bị luân hồi. Chưa thoát khỏi cái vòng luân hồi của tam đồ và lục đạo. Thì vẫn còn có cái sự khổ đau khi mà mình hưởng hết cái phước báo của mình. Cho nên khi mà mình phát huy một cách đầy đủ về niệm căn thì mình phải nhớ nghĩ đến những cái điều mà chúng tôi vừa thưa: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giáo và niệm Thiệt. Mình niệm ở đây là chánh niệm chứ không phải tà niệm. Nếu mình nhớ nghĩ những cái chuyện vẩn vơ vớ vẩn thì nó không tốt cho đời sống của mình. Dạ. Dạ, con kính cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, ngoài ra mình nhớ nghĩ, nên nhớ nghĩ tới Đức Phật nữa Hòa Thượng. Đúng, hình đúng ảnh rồi. Hình ảnh của Đức Phật đó là rất là đẹp. Dạ. Nên là mình nên nhớ nghĩ nữa thì mình ước ao về được về với Phật Hòa Thượng ha. Đúng, đúng rồi. Dạ. Đó là niệm Phật đứng đầu đó. Niệm Phật, dạ. Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và dạ. Niệm Thí quan trọng. Dạ, quả hay, dạ, quả quý luôn Hòa Thượng. Dạ, con cảm ơn Hòa Thượng. Không có gì, con dạ, cảm ơn. Thưa quý khán thính giả, rất tiếc chương trình của Sống Đời Sống Phật đến đây đã hết. Kính mời quý khán thính giả lắng lòng theo dõi những chương trình tiếp theo của đài ABC TV. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp hay những câu hỏi cho chương trình, xin hoan hỷ liên lạc về số điện thoại của Chùa Điêu Ngư và Chùa Diệu Pháp ở trên màn hình. Kính chúc quý khán thính giả được vô lượng an lạc. Con kính chúc Hòa Thượng được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Dạ, cô vô lượng an lạc mà tiêu lực về phước huệ trang nghiêm. Dạ. Xây tương thân tình trong đạo Phật.
tuy khác màu nhưng...